Khu du lịch Đại Lải tại Vĩnh Phúc luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Hiện tại, khu du lịch này đang tiếp tục phát triển với nhiều cải tiến và dịch vụ mới, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi đối tượng du khách. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về khu du lịch Đại Lải qua bài review mới nhất này. Khu du lịch Đại Lải tọa lạc tại xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km về hướng Bắc. Khu du lịch nổi tiếng với hồ Đại Lải đây là một hồ nước nhân tạo được khởi công từ năm 1959 và đến năm 1963 thì cơ bản hoàn thành. Diện tích mặt hồ rộng đến 5,25 km vuông. Tổng dung tích 34,5 triệu mét khối là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất miền Bắc. Nước hồ trong xanh, mát lành, phản chiếu bầu trời xanh biếc và những dãy núi bao quanh, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng. Do sở hữu phong cảnh thiên nhiên xinh đẹp, Hồ Đại Lải hiện nay đã trở thành địa điểm du lịch cực kỳ thu hút tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đến đây, du khách có thể thoải mái nghỉ ngơi cũng như tham gia nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn trên lòng hồ Đại Lải. Đến khu du lịch Đại Lải nên chọn thời gian nào? Khi đến khu du lịch Đại Lải thì thời gian lý tưởng nhất sẽ là vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 9. Lúc này thời tiết tại Đại Lải sẽ khá mát mẻ, không quá nóng, ban ngày trời nắng tốt, ban đêm thì sẽ mát mẻ xe lạnh nên rất phù hợp để du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9 đang là mùa hè, khí hậu tại miền Bắc lúc này khá oi bức, nên sẽ rất phù hợp để đến khu du lịch Đại Lải tránh nóng và thư giãn nghỉ ngơi. Cách di chuyển đến khu du lịch Đại Lải Vĩnh Phúc? Khu du lịch Đại Lải chỉ nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km nên rất dễ dàng để di chuyển. Bạn có thể lựa chọn các cách di chuyển như Xe bus, từ Hà Nội bạn đi tuyến bus 58. Đến điểm xuống đường Nguyễn Trãi tại thành phố Vĩnh Phúc thì chuyển qua đi tiếp tuyến bus VP08 để đến Đại Lải. Xe máy, nếu đi xe máy thì bạn di chuyển theo cầu Thăng Long hay đường Nhật Tân để đến ngã tư Nội Bài. Tiếp theo bạn di chuyển theo hướng thành phố Vĩnh Phúc, đến đường Nguyễn Tất Thành thì rẽ vào và đi theo đường TL301 là đến Đại Lải. Ô tô, với ô tô thì cũng giống như cách di chuyển của xe máy, di chuyển bằng ô tô thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Với những bạn từ Hồ Chí Minh muốn đến khu du lịch Đại Lải thì có thể mua vé máy bay đi Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển theo những cách phía trên đây nhé. Giá vé tham quan Hồ Đại Lải Khi đến khu du lịch Đại Lải thì bạn sẽ không mất phí để vào cổng. Nếu muốn đi tàu qua đảo Ngọc thì giá sẽ là người lớn 100.000 Việt Nam đồng trên 2 chiều, trẻ em 50.000 Việt Nam đồng trên 2 chiều. Vé tham quan đảo Ngọc là người lớn 100.000 Việt Nam đồng, trẻ em 80.000 Việt Nam đồng còn mức giá vé vào Flamingo Đại Lải Resort sẽ là Người lớn, 330.000 Việt Nam đồng người lớn. Trẻ em, 230.000 Việt Nam đồng trẻ em, từ 5 đến 12 tuổi và dưới 1m40. Giá vé sẽ bao gồm Phí vào cửa Phí bảo hiểm, an ninh Đi xe theo các tuyến cố định Vui chơi tại khu thể thao dưới nước, khu vui chơi và nhà phao trẻ em Câu cá và tham quan các biệt thự cao cấp chiêm ngưỡng công trình at in the forest đến khu du lịch đại lải thì chơi gì dạo quanh hồ đại lải hồ đại lải chắc chắn là địa điểm phải đến đầu tiên nơi đây sở hữu phong cảnh thiên nhiên trong lành không khí mát mẻ với những rừng cây xanh mứt mọc dài đến hồ đại lải bạn có thể tha hồ bơi lội đạp vịt đua cano đạp xe câu cá đi thuyền ngắm cảnh hay tổ chức cắm trại cùng bạn bè đều được nhé khám phá đảo ngọc đại lải Đảo Ngọc tọa lạc giữa hồ Đại Lải, tại đây có nhiều hạng mục vui chơi, giải trí, tham quan vô cùng tuyệt vời cho du khách như công viên nước, chùa Linh Thông. Để đến được đảo Ngọc thì phải bắt buộc đi thuyền và phải mua vé. Du khách cần lưu ý điều này nhé. Sân Gôn Đại Lải Khu du lịch Đại Lải còn có cả một khu vực tổ hợp sân gôn 9 lỗ và sân gạt gôn với 18 lỗ. Sân gôn nằm trong khu vực của Flamingo Đại Lải Resort sân golf có thiết kế rất tinh tế với nhiều dạng cây xanh mát và thảm hoa bao bọc xung quanh sân golf đại lải mang đến nhiều sự khác biệt so với các sân golf khác thế nên đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm tại đây nhé tổ chức tiệc nướng khu du lịch đại lải còn là địa điểm tuyệt vời để tổ chức các bữa tiệc nướng giữa không gian thiên nhiên tươi mát cùng bạn bè tổ chức các bữa tiệc nướng thơm ngon cùng nhau trò chuyện và thưởng thức các loại thức uống thơm ngon chắc chắn là vô cùng tuyệt vời khu du lịch đại lải có những món ăn hấp dẫn nào khu du lịch Đại Lải có rất nhiều món ăn hấp dẫn cho bạn thưởng thức. Kể sơ sơ thì sẽ có nhiều món như cá nướng, cơm lam, gà đồi, gà rang muối, nộm ngó cần. Và ngon nhất thì chắc chắn phải nhắc đến món thịt trâu và cá chép chiên giòn. Thịt trâu là món ăn nổi tiếng nhất tại đây, thịt sẽ thường mang đi nhúng me là ngon nhất. Món thịt trâu nướng me đại lải mang đến hương vị thơm nồng kết hợp với me tươi chua ngọt cực đã, ăn một lần là ghiền luôn. Còn với món cá chép thì đây chính là cá nuôi trực tiếp tại hồ đại lải thịt cá chép rất ngon ngọt đem đi chiên giòn lên nữa thì hết ý luôn lưu ý hữu ích khi đến khu du lịch đại lải khi có ý định mua hàng hay sử dụng dịch vụ nào thì bạn nên hỏi giá trước nhé với lại các dịch vụ tại đây cũng khá là đắt đó nên mang theo các loại giấy tờ tùy thân quan trọng khi du lịch tại đại lải khi tham gia các trò chơi dưới nước nhớ phải mặc áo phao cẩn thận hiện nay bạn có thể lựa chọn du lịch đại lải tự túc hay theo dạng tour đều được nhớ đặt trước phòng khách sạn đại lải hoặc khách sạn vĩnh phúc từ một tháng để tránh tình trạng cao điểm khu du lịch sinh thái đại lải là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ dưỡng yên bình gần gũi với thiên nhiên mà vẫn đầy đủ tiện nghi và dịch vụ chất lượng với cảnh quan tuyệt đẹp các hoạt động giải trí phong phú và nền ẩm thực đa dạng đại lải chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn ngay hôm nay và khám phá những điều tuyệt vời mà đại lải mang lại